Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Cầm Tú đích nữ của tác giả Túy Phong Ma. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 151, Tommy truyền giả, quỷ kế liên tục 3. Bà ta khóc khan cả giọng, nước mắt giống như vòi nước tuôn ra ào ào, lão phu nhân nội tâm vừa đau đớn vừa buồn khổ, nhìn Vân Khanh đứng ở một bên, lạnh giọng hỏi, ngươi nói chén thuốc kia rốt cuộc là có vấn đề gì? Vân Khanh mỉm cười, mang theo một chút châm chọc cùng cười nhạo, nhẹ giọng trả lời. Cháu gái dựa theo mạch tượng mà kê thuốc, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Thanh âm của nàng không lớn lại giống như châu mọc rơi xuống, từng chữ từng chữ rõ ràng, vang giòn, không có một tia do dự cùng khiếp nhược, hai mắt mang theo ánh sáng rực rỡ, làm cho lão phu nhân không khỏi sinh lòng nghi ngờ. Đây là cháu gái của bà, tuy nói có đôi lúc không mấy vừa ý nàng, nhưng mà nàng cũng không phải là một người vụng về như vậy, sao có thể ở trước mặt mọi người hạ độc được chứ? Đúng vào lúc này, bên ngoài một tiểu nha hoàn tiến vào, dẫn theo một vị đại phu mặc bố y màu giam nắng, vừa tiến vào liền chứng kiến tình huống trước mặt, hắn cũng không khỏi ngây ngốc, không phải đến Trần Mạch cho thai phụ sao? Trần mẹ thấy lão phu nhân do dự, lập tức cầm chén thuốc, còn dư lại đưa đến trước mặt đại phu, "Đại phu, ông mau nhìn xem, thuốc này rốt cuộc là có vấn đề gì không?" Đại phu lập tức buông hòm thuốc xuống, tiếp nhận cái chén bà ta đưa tới, lấy một chút đặt lên đầu lưỡi nếm, chân mày cau lại, "Đây là cho ai uống?" Mới vừa rồi bưng cho sản phụ uống, Trần mẹ quỳ thẳng lưng, thẳng tắp nhìn đại phu, "Bà ta tin tưởng trong chuyện này nhất định có quỷ." này làm sao có thể cho sản phụ uống a bên trong có chứa liều lượng lớn hoa hồng thuốc phá thai uống lên lập tức sẽ rong huyết đại phu nhận định một mặt ngừng đầu lên nói sản phụ ở đâu mau dẫn ta đi nhìn xem nhất thời trong sân mọi người đều yên tĩnh ai nấy đều trầm mặc giọng nói của đại phu bỗng chốc thật chói tai hắn nhìn trái nhìn phải lại nhìn chén thuốc đột nhiên hiểu rõ tất cả nhất định là sản phụ đã uống hết chén thuốc đã muốn cứu không được nữa rồi. Bích Vân nghe vậy, là người đầu tiên nhào tới nói, "Lão phu nhân, nô tỳ không có kê đơn, nô tỳ không có kê đơn a, nô tỳ là dựa theo phương thuốc của đại tiểu thư đưa tới mà sắc, lúc ấy có người ở cùng nô tỳ, các nàng có thể làm chứng a." Lão phu nhân nhìn nàng ta lắc đầu, Người đứng lên, là ai, ta tự có chừng mực." Bà quay đầu nhìn Vân Khanh, trong thanh âm hàm chứa thất vọng người này độc nữ nhỏ tuổi như vậy mà học theo người ta kê đơn hại người ổn công ta còn cảm thấy ngươi đến thư viện có thể học thêm chút kiến thức nguyên nhân ngươi học là để hại con nối dòng của dòng họ ta a à. đối mặt chỉ trích của bà ta vân khanh vân đạm phong khinh đứng ra đi đến chính giữa sân lúc này mặt trời lên cao ánh nắng rực rỡ chói lói chiếu thẳng xuống mặt đất nàng mặc một thân váy dài đỏ tươi đứng dưới ánh mặt trời có vẻ phá lệ diễm lệ vô cùng Kia đôi môi khẽ nhếch trên khuôn mặt trắng nõn, cả người không có một chút e ngại, từ từ mở miệng nói, nếu tổ mẫu nói là cháu gái hạ dược, như vậy thỉnh tổ mẫu lấy ra chứng cớ. Nàng không vẫn nổ, cũng không tức giận, đối với tổ mẫu trong lòng nàng đã sớm hiểu rõ, có người muốn cùng nàng khai chín, nàng liền phụng bồi đến cùng. Chứng cớ, thuốc này còn không phải chứng cớ sao? Lão phu nhân thật không ngờ Vân Khanh một chút sợ hãi đều không có thế nhưng còn ở chỗ này cười, tựa hồ thập phần hưởng thụ ánh mắt của mọi người dừng ở trên người nàng, không chút hoang mang, loại cảm giác này làm cho bà ta rất không thoải mái. Thuốc này không phải cháu gái hốt, cũng không phải cháu gái sắc, ta chỉ là kê một đơn thuốc mà thôi, tổ mẫu liền cứng rắn nói là cháu gái đã hạ thủ, cháu gái không thể không cảm thấy thất vọng đau khổ a. À. Vân Khanh ngữ khí vẫn đều rất dịu dàng, tươi cười cũng thực điềm tĩnh xinh đẹp nhưng cố tình bộ dáng như vậy lại làm cho lão phu nhân có chút mất hết mặt mũi, bà đích xác là chưa có hỏi qua, liền trực tiếp chỉ trích Vân Khanh. Phía sau Thủy Di Nương thấy thế, đứng dậy ở bên cạnh lão phu nhân, đối với Vân Khanh trách hỏi nói, đại tiểu thư người cũng thật là, lão phu nhân cũng là lo lắng sốt ruột mới lỡ nói người vài câu, trưởng ấu tôn ti những thứ này người đều biết, lão phu nhân là trưởng bối, chỉ trích người vài câu thì có sao đâu, người là vãn bối chỉ nên hiếu thuận trưởng bối thôi lời này vừa nói ra liền có vẻ như vân khanh vừa rồi nói câu kia thật không hiếu thuận nghe vậy vân khanh tầm mắt dừng ở trên mặt thủy di nương di nương chỉ biết nói sao không biết làm nha trưởng ấu tôn ti ngươi cũng biết nhưng là làm lại không tốt một cái di nương cũng dám của trách đại tiểu thư không đúng thực quá xem trọng bản thân mình rồi lão phu nhân nhìn thoáng qua thủy di nương ngươi chen miệng vào làm cái gì thật sự là đồ vô dụng, lời nói giảng hòa đều bị người ta bắt lấy chỉ trích ngược trở lại, bất quá cũng may có lời nói vừa rồi. Lão phu nhân cũng có thể tiếp tục, đối với Vân Khanh nói, phương thuốc ngươi viết còn trong tay không? Đương nhiên là cho mama bốc thuốc. Lão phu nhân nghe vậy nói, vừa rồi là ai đi lấy thuốc? Từ trong đội ngũ mama nha hoàn đi ra một mama dáng người thấp bé, quỳ gối trước mặt lão phu nhân, vừa rồi là lão nô đi. Đại tiểu thư đưa cho ngươi đơn thuốc kia ngươi còn giữ trong người không? Còn, con, mama từ trong lòng lấy ra một mảnh giấy, dơ cao lên. Đơn thuốc này ngươi bảo quản rất tốt a. À? Vương mama nhìn mama kia, nhận lấy đơn thuốc, cầm trong tay liếc mắt, nhất thời sắc mặt liền thay đổi, "Lão phu nhân." "Này, bà ta ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái Vân Khanh, trong mắt tràn đầy không thể tin, lão phu nhân thấy bà ta thay đổi sắc mặt, giơ tay giật lấy, xem qua một lần, sắc mặt biến thành màu đen đối với Vân Khanh quát lớn. Chính ngươi lại đây nhìn xem, phương thuốc này có phải ngươi viết hay không? Bích Lăng đem phương thuốc lấy qua, đưa tới trước mặt Vân Khanh. Vân Khanh nhận lấy tờ giấy, quét mắt liếc mắt một cái, gật đầu nói, đúng là chữ của ta. Tốt, tốt, ngươi rốt cục thừa nhận đúng không? Ngươi xem phía trên có viết tên dược liệu hoa hồng, đây cũng không phải tổ mẫu oan ủng ngươi rồi. Nhìn nàng một câu liền thừa nhận, lão phu nhân giận đến thiếu chút nữa muốn phun huyết. Trần mẹ lại giận không kềm được, xông lên muốn cùng Vân Khanh liều mạng, "Ngươi quá độc ác a, à, Tô mi với ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao phải xuống tay hại nàng ấy a, à, nàng cho dù sinh đứa nhỏ, cũng đoạt không được địa vị của ngươi, ngươi đoạt một xác hai mạng, sao lại có tâm địa độc ác như thế?" Liều Thúy cùng thải thanh hai người vội vàng đi lên lôi kéo Trần mẹ gần như điên cuồng. Vân Khanh liếc nhìn bà ta bộ dáng muốn phun lửa, ý cười càng thêm hờ hững, quay đầu lại đối với mama đang quỳ gối trước mặt lão phu nhân nói. chương 152, Thủy Di Nương bị hủy dung, hoàn toàn rơi đài, một. Hai người Lưu Thúy và Thải Thanh vội vàng đi lên lôi kéo Trần Mama gần như điên cuồng. Vân Khanh rừng rưng nhìn bộ dáng bà ta hai mắt tóe lửa, cười càng thêm tùy ý. Quay đầu lại đối với Mama đang quỳ gối trước mặt lão phu nhân nói ngươi xác định đây chính là tờ giấy ta đưa cho ngươi sao? Mà ma kia gật đầu đáp, giả nô sau khi cầm tờ giấy này vẫn luôn để trong người, trừ bỏ đi ra ngoài cho thầy lang ở hiệu thuốc xem ra, cũng không để những người khác cầm qua. Nghe xong lời của bà ta, Vân Khanh gật đầu, cười lạnh nói, theo lời ngươi nói thì sau khi ta đưa đơn thuốc cho ngươi, chỉ có thầy bốc thuốc xem qua, cho nên hắn là dựa theo này nội dung trên đơn thuốc này mà bốc thuốc, không có ai khác từng xem qua. Mama ma kia do dự một chút, ánh mắt hơi lóe lên. đột nhiên, như là nhớ ra cái gì đó nói. lúc giả nô mới cầm đơn thuốc ra ngoài, còn có thủy di nương cũng xem qua. nói xong, liền ngẩng đầu nhìn thủy di nương nói: thủy di nương, giả nô không biết chữ, đơn thuốc này vẫn luôn mang trên người. người lúc đó cũng cầm qua nhìn, người có thể làm chứng đơn thuốc này là thật hay giả mà. thủy di nương nghe vậy, trong đôi mắt đẹp toát ra tia âm độc gắt gao nhìn chằm chằm lão ma ma kia, sắc mặt thay đổi, siết chặt chiếc khăn trong tay, Thủy Trung vẫn không nói một lời nào. Vân Khanh nhìn nàng ta, nhợt nhạt cười, trong đôi mắt phượng xinh đẹp như nhìn thấu tất cả, ánh mắt lại chuyển đến trên người lão phu nhân, nhìn đến lão phu nhân cảm thấy có vài phần trột giả, giận dữ nói, Thủy Di Nương, nếu nàng muốn chứng cớ. Vậy ngươi tới nhìn xem phương thuốc này có phải nàng viết hay không? Thủy Di Nương vốn không muốn ra mặt, nàng ta cắn chặt môi dưới nhìn lão bà tử kia hồi lâu, do dự một hồi, Vân Khanh thấy vậy, cũng không vội vàng, cầm phương thuốc lắc lắc, nếu Thủy Di Nương không xem, vậy phương thuốc này ta cũng có thể không thừa nhận là ta viết, ai biết có phải mama này cầm đi ra ngoài cho người ta đổi một cái khác không chứ. Nghe vậy, mama cả người run lên, nhìn Thủy Di Nương liếc mắt một cái, sau đó lớn tiếng hô, không có xin đại tiểu thư đừng nói oan cho già nô già nô tuy rằng chỉ là một ma ma hạ đẳng nhưng làm người luôn thành thật cầm phương thuốc xong già nô liền đi hiệu thuốc bốc thuốc làm sao đổi phương thuốc khác a à? người nói người không có thì là không có sao lão phu nhân sao lại đi tin tưởng lời của một hạ nhân như ngươi kia chứ vân khanh không cho là đúng mở miệng lão phu nhân nghe vậy lại không biết nói như thế nào cháu gái nói đúng vậy một ma ma không có bằng chứng nói là nàng kê đơn thuốc nàng cũng có thể không thừa nhận a à, chuyện hại chết người này không phải chuyện nhỏ tuyệt đối không thể khinh suất xem thường nhưng nghĩ đến tôn tử của mình liền như vậy không có bà sao có thể cam lòng được đây tóm lại không phải vân khanh có vấn đề chính là ma ma này có vấn đề bạch di nương ở một bên nhìn sự việc biến đổi lặng lẽ tự nhiên đi ra ngoài đối với tiểu nha hoàn bên cạnh nói Nhanh đi thỉnh phu nhân lại đây, chỉ sợ đại tiểu thư sắp bị lão phu nhân trách phạt rồi. Tiểu nha hoàn kia thấy tình hình trong viện cũng không tốt, vụng trộm len ra khỏi đám người chạy ra ngoài, hướng sân của Tạ thị chạy tới. Lão phu nhân nhìn bộ dáng của Vân Khanh tựa hồ là dầu muối đều không chịu, liền quay lại nhìn chằm chằm ma ma kia gắt giọng, ngươi thành thật nói cho ta, phương thuốc này có phải ngươi đã đem cho người khác đổi lại rồi hay không? Mà mà bị ánh mắt hung ác của bà dọa co rụt cổ lại, chịu đựng sự giận dữ của bà nói, không có, giả nô không có, giả nô nói, phương thuốc này Thủy Di Nương từng xem qua, lão phu nhân nếu như không tin giả nô, liền có thể cho Thủy Di Nương xem. Đi, cầm nhìn, lão phu nhân lúc này quyết đoán lên, phân phó vương ma ma tiến tới lấy phương thuốc trong tay Vân Khanh, đem đến trước mặt Thủy Di Nương. Người cẩn thận nhìn xem, Phương thuốc này có phải vân khanh kê hay không? Thủy Di Nương cầm phương thuốc, nội tâm tức giận đến run người. Sao nàng ta có thể tìm một ma ma ngu ngốc như vậy đi làm việc kia chứ? Chết sống phải lôi nàng ta vào chuyện này, hung hăng chừng mắt nhìn ma ma kia. Ma ma cụp đôi mắt xuống, đáy mắt hiện lên một tia sáng. Lần trước việc Thủy Di Nương đem mã ma ma và xuân xảo ra làm đệm lưng bà ta chưa hề quên. Lúc này đây Thủy Di Nương lại dùng bạc mua bà ta làm việc bà ta cũng không mốc như vậy, bằng mọi giá cũng phải kéo Thủy Di Nương vào chuyện này mới được. Thủy Di Nương nhìn thoáng qua, tùy tiện nói, ta không nhớ rõ. Bích Bình lại nhìn nàng ta một cái, mở miệng nói, nô tỳ nhớ rõ lúc đó Thủy Di Nương xem rất cẩn thận, còn nói nội dung trong đơn phương đều dùng để an thai. Bị phản kích như vậy, lão phu nhân cũng hồ nghi nghiêng đầu nhìn nàng ta, như thế nào? Người xem lâu như vậy, cho dù không ghi nhớ toàn bộ thì cũng nhớ được một nửa trong đó chứ đơn thuốc này rốt cuộc ngươi xem có phải nàng kê hay không thủy di nương cắn chặt răng hôm nay nàng ta đã bố trí đâu vào đấy nếu như nàng ta còn không chịu thừa nhận đơn thuốc này như vậy vân khanh có thể dựa vào đó kiên quyết không chịu thừa nhận nàng ta đã viết mà là ma ma giữa đường cố ý thay đổi dùng để hãm hại vân khanh chỉ có nàng ta khẳng định lão phu nhân mới có thể tin tưởng nàng ta tỏ vẻ nghiêm túc nhìn phương thuốc một hồi, trên mặt lộ ra một chút khó xử nhìn mắt Vân Khanh, gật đầu nói, chính là phương thuốc này. Nghe vậy, thiêu thúy nội tâm run lên, đứng ra nói, không có khả năng, tiểu thư không có khả năng sẽ kê đơn thuốc như vậy, thủy di nương ngươi cần phải nhìn cho rõ. Đương nhiên, lão phu nhân, tỷ thiếp đã xem rất kỹ, tờ giấy này chính là đơn thuốc mà đại tiểu thư đã viết. Thủy Di Nương đã muốn không có đường lui chỉ có thể đứng ra nói mà ma kia thấy thủy di nương rốt cục cũng chịu mở miệng vì thế bắt đầu gào khóc hô lão phu nhân a à, già nô đã nói đơn thuốc này là thật mà nay thủy di nương làm chứng cho già nô nếu không già nô đã bị người ta oan uổng muốn kêu oan cũng không được rồi tiếng gào khóc ầm ý truyền đi trần mẹ ở một bên nghe càng thêm nhận định tất cả là vân khanh làm bà ta hai mắt phừng phực lửa giận nhìn vân khanh bi ai quát, đại tiểu thư, vốn ta nghĩ người là chân chính thiện tâm, vì cô nương kê đơn trợ sản, ai biết người thế nhưng lại làm loại chuyện này, đứa nhỏ trong bụng cô nương sinh hạ cho dù là con trai cũng chỉ là con vợ kế A, làm sao cũng sẽ không trở ngại đến địa vị đại tiểu thư của người, hơn nữa phu nhân nay trong bụng cũng có, phu nhân mới là chủ tử trong phủ A. Người làm sao có thể làm như thế? Trần mẹ nói xong đã muốn đứng lên, trong đôi mắt ngập nước đã thay thế bằng oán hận bén nhọn, hướng về phía Vân Khanh nói, người mới nhiều đó tuổi thật không ngờ lại ngoan độc như thế, hại chết cô nương, hại chết đứa nhỏ trong bụng nàng, hôm nay ta liều mạng mạng già, cũng phải lôi người đi chôn cùng với cô nương. Nói xong liền điên cuồng xông về phía Vân Khanh, đang lúc tất cả mọi người không có kịp phản ứng, tạ thị từ ngoài cửa vội vàng tiến vào, bà vừa rồi nghe được tiểu nha hoàn nói Vân Khanh kê đơn thuốc trợ sản kết quả làm hại mẫu tử tô mi tử vong gấp đến độ lập tức liền hướng tới lan tâm viện đi tới vừa mới vào sân liền nhìn thấy trần mẹ hung mãnh chạy về hướng vân khanh vừa vội lại sợ xuất phát từ bản năng người mẹ nhấc chân muốn tiến lên che chở nữ nhi kêu lên vân khanh bạch di nương ở bên cạnh nhìn đến vội vàng hô phu nhân cẩn thận thân mình của người trần mẹ nghe được thanh âm của tạ thị thân thế rồi đột nhiên thay đổi quay đầu hướng tới phía trước chạy hướng tạ thị đánh tới, đôi mắt bà ta đỏ ngầu, trong lòng cũng chỉ có một ý niệm trong đầu. Thẩm Vân Khanh giết Tô Mi, còn không vì tạ thị tranh giành sao, này hết thảy nói không chừng đều là tạ thị sai xử, bà ta có phải liều cái mạng già này, cũng muốn cho tạ thị cùng đứa nhỏ trong bụng chôn theo Tô Mi. Tình hình đột nhiên biến đổi, lại làm cho người ta khó lòng phòng bị, vốn có mà mà tiến lên kéo lại Trần mẹ lại bởi vì bà ta đột nhiên thay đổi phương hướng mà kéo hụt không khí, phỉ thúy đang đỡ tạ thị, lại bị bà nôn nóng là dẫy khỏi tay nàng, liêu thúy tiến lên muốn đi kéo Trần mẹ, lại bạch di nương làm bộ tiến lên ngăn cản Trần mẹ mà ngăn chờ. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 153, Thủy Di Nương bị hủy dung, hoàn toàn rơi đài, 2. Trong viện một trận hỗn loạn, vừa lúc đó, Vân Khanh từ bên cạnh cầm lấy một cái ghế dài, hướng về phía chân Trần mẹ dùng sức ném tới. Bốp một tiếng, Trần mẹ vấp phải chân ghế, té nhào xuống đất. Lúc này, bà ta chỉ cách Tạ thị không tới nửa bước, Tạ thị nhìn Trần mẹ đột nhiên ngã quỵ, trong nháy mắt đứng ngẩn người. Lão phu nhân cũng bị tình hình hỗn loạn trước mắt dọa hoảng sợ, vừa rồi nếu không phải Vân Khanh cây khó ló cái khôn nhặt lên chiếc ghế làm Trần mẹ vấp ngã, Trần mẹ một khi lao qua được chỉ sợ trong bụng con dâu sẽ bị bà ta làm hại vương ma ma đứng ra phân phó mọi người nói còn không mau đem trần mẹ áp chế đứng lên một đám ngẩn người cái gì mau chuyển ghế đỡ phu nhân ngồi xuống nghe được lời của bà mọi người một lần nữa tỉnh táo lại vân khanh vội vàng đi qua dìu tạ thị vội hỏi nương sao nương lại tới đây nương có thể không lại đây sao vừa nghe được người ta nói nói là con hạ dược hại chết mẫu tử tô mi các nàng rốt cuộc làm sao vậy? Tạ thị đỡ bụng, ngồi vào đệm lót giày thiêu hoa được đặt trên ghế hoa hồng, vẻ mặt lo lắng hỏi. Vân Khanh lắc đầu, không nói gì, tạ thị sắc mặt bởi vì kinh sợ trở nên trắng bệch, lúc này đáy mắt lại lộ ra một tia kinh ngạc, nàng ta đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại liên quan đến con? Tuy rằng cảm thấy đồng tình với cái chết của Tommy, nhưng trong lòng ở tạ thị, nữ nhi của mình luôn là quan trọng nhất bởi vì ngay từ đầu thỉnh đại phu đến không kịp nữ nhi liền đi vào hỗ trợ nhìn xem kê một đơn thuốc sai người bốc tommy sau khi uống xong thì chết nay tất cả đều nói là nữ nhi kê phương thuốc có vấn đề vân khanh thật bình tĩnh đem sự tình thuật lại tạ thị tắc lập tức lắc đầu nói không có khả năng a à, con làm sao có thể làm chuyện như vậy đây phải có người động tay động chân không lão phu nhân ở một bên nghe hai người bọn họ nói chuyện hừ nói cái gì tay chân, đã có đầy đủ nhân chứng vật chứng, còn có ai nói oan cho nàng. Tạ thị xoay đầu lại, khuôn mặt nhu hòa lại lộ ra thần sắc kiên định, con dâu tin tưởng vân khanh không có. Con gái của bà, bà rõ ràng nhất, tuyệt đối không phải loại người cố ý đi kê đơn hại người khác, huống chi lại là một sắc hai mạng, tuyệt đối không có khả năng. Người có ý tứ gì, chẳng lẽ là tao oan ổn nàng có ai làm con dâu như ngươi lại đi nói chuyện với mẹ chồng như vậy không lão phu nhân nhìn tạ thị vô cùng bất mãn y thái độ của bà cầm đơn thuốc trên tay nói đây là phương thuốc nàng viết vừa rồi đại phu nói trong đó có hai loại tương khắc sẽ làm cho phụ nữ có thai rong huyết thủy di nương cùng ma ma có thể làm chứng phương thuốc này chính là vân khanh viết ngươi làm mẫu thân không lo dạy dỗ nữ nhi cho tốt để nàng tùy ý bắt chước học y thuật rồi làm ra loại chuyện âm độc hại người này nay còn cùng mẹ chồng cãi lại đây là bất hiếu đơn thuốc bị lão phu nhân hung hăng quang tới ném thẳng vào người tả thị đang ngồi bên cạnh vân khanh vươn tay tiếp được đơn thuốc nhìn tả thị tuy rằng đau tiếc nhưng ánh mắt không chút nào hoài nghi nhìn nàng trong lòng ấm áp trên đời này không bao giờ có một người giống như nương vậy vô luận làm cái gì đều tin tưởng nàng là tốt nàng đúng cho dù là thầm mậu cũng sẽ không ở lúc người khác lấy ra chứng cứ còn có thể một chút cũng không do dự tin tưởng nàng chỉ có tạ thị nàng đem nội tâm cảm động nuốt vào trên mặt mang tươi cười theo lạnh lùng đem đơn thuốc lại cầm trên tay phân biệt đối với mama cùng thủy di nương hỏi các ngươi xác nhận đây chính là ta viết à thủy di nương cùng mama hai người trao đổi ánh mắt một chút Mama thực khẳng định bà ta đã đem đơn thuốc Vân Khanh viết tiêu hủy. Trên đời này không còn chứng cứ có thể chứng minh Vân Khanh viết đến tột cùng là cái gì. Nay dược có, phương thuốc có, nhân chứng có, mẫu tử Tô Mi cũng đã chết. Hết thảy đều bất lợi với Vân Khanh. Các nàng còn có cái gì mà do dự. Vì thế Phi thường xác định ngược đầu nói, đúng vậy, đơn thuốc này chính là cái mà đại tiểu thư đã viết trước đó. Hảo, Vân Khanh gật gật đầu sau đó đem phương thuốc đưa tới trên tay vương ma ma. Đối với lão phu nhân nói, xin chờ một chút, ta đi vào lấy phương thuốc ta đã viết ra cho mọi người nhìn xem, xem đấy có phải là ta viết hay không. Thủy Di Nương mở to hai mắt, người đi vào lấy cái gì, chẳng lẽ người lúc ấy viết là hai tờ phương thuốc. Lão ma ma vội vàng phủ định nói, không có khả năng, đại tiểu thư lúc ấy chỉ viết một phương thuốc, viết xong liền đưa cho nô tỳ bên cạnh còn có những ma ma và vú giả khác đều có thể làm chứng. Trong đó vải có vài nha hoàn ở trong phòng sinh hầu hạ gật đầu nói, lúc ấy đại tiểu thư thật sự viết xong liền đưa cho bà ta, cũng không có viết lại tờ khác. Thủy Di Nương có chút không yên lòng rốt cục buông xuống, lúc này chắc chắn nói, đại tiểu thư làm vậy không phải là vì kéo dài thời gian đi, người hại chết mẫu tử Tô Mi, kỳ thật cũng không tính cái gì, chỉ cần người nhận sai, lão phu nhân khẳng định sẽ tha thứ cho người. Vân Khanh mỉm cười, sắc mặt nhu hòa, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng giống như sương mù lượn lờ, nhìn vẻ mặt Thủy Di Nương mang chút đắc ý, nói khẽ với Lưu Thúy phân phó vài câu, Lưu Thúy lập tức chạy vào trong phòng, ôm một chồng giấy đi ra. Lão phu nhân lúc này trong lòng có chút sinh nghi, xem bộ dáng cháu gái bình thản ung dung, từ đầu tới cuối đều không bối rối, chẳng lẽ phương thuốc này thật không phải là nàng viết? Vân Khanh từ trong chồng giấy rút ra một tờ, mặt trên trống không, Thủy Di Nương cười lạnh nói, đại tiểu thư, người không phải là muốn diễn ảo thuật làm cho chữ xuất hiện trên tờ giấy trống không kia đó chứ? Mà mà nói đã đem đơn thuốc nàng viết thiêu hủy rồi, nàng sao có khả năng lấy ra đơn thuốc chân chính chứ? Vân Khanh không thèm nghe nàng ta nói, mà là đem trang giấy dơ lên, đối với lão phu nhân nói, tờ giấy này tên là giấy hoa đào, trang giấy mỏng màu ẩn mực, là chuyên dụng dùng để luyện tập thư pháp. ý đồ muốn cho người luyện tập khống chế lực bút và thời gian thẩm thấu của mực. chỉ cần ngừng bút thời gian dài, mực thấm quá nhiều, nó lập tức sẽ thâm đến tầng dưới. là loại giấy người viết thư pháp ưa dùng. nàng chỉ chỉ đơn thuốc trong tay vương mama, tờ giấy đơn thuốc kia cũng là giấy hoa đào. vương mama có thể mang lên đối chiếu một chút. nói xong sai người cầm giấy hoa đào đưa cho vương mama. sau đó nàng lại từ trong sấp giấy lấy ra một tờ khác, mặt trên mơ hồ có vết mực. lúc ấy ta đã dùng loại giấy này viết phương thuốc, bởi vì thấm mực quá nhiều, cho nên nét mực toàn bộ thấm đến phía dưới. trên tờ giấy này, đồng dạng cũng có lưu lại dấu vết mực thấm. bên kia vương mama đã sớm tiến lên nhận lấy tờ giấy trong tay vân khanh, sau đó chỉnh lên cho lão phu nhân xem tuy rằng vân khanh lấy ra tờ giấy kia mỗi nét bút không phải đều rõ ràng dễ nhìn nhưng có thể thấy rõ nội dung cần biết trên đó mà hai tờ phương thuốc mặc dù giấy chất giống nhau bút tích giống nhau nhưng là thực hiển nhiên tên thuốc trên đấy lại hoàn toàn bất đồng trong đó có mấy vị thuốc cũng không giống lão phu nhân nhíu mày quét qua vài lần hỏi vậy ngươi vì sao ngay từ đầu nói đó là chữ của ngươi cháu gái không nói là chữ cháu viết mà nói đó là chữ của cháu trên thế giới này có một loại người chuyên kiếm sống nhờ vào việc bắt chước chữ viết người khác, mà chữ viết trên tờ giấy kia chính là người ta bắt chước lại chữ của ta. Vân Khanh Phi thường khẳng định nói, nàng sở dĩ lúc ấy nói như vậy là muốn làm cho Thủy Di Nương đắc ý, con người một khi chỉ cần đắc ý sẽ để lộ sơ hở, đặc biệt là loại người như Thủy Di Nương, trong con mắt nàng ta, nàng ta luôn tự coi mình là người thông minh. Lão phu nhân vẻ mặt bình tĩnh nhìn lại một lần, sai vương mama đem hai tờ giấy ghi phương thuốc đưa cho đại phu, ngươi xem có cái gì bất đồng. Đại phu tiếp nhận hai tờ đơn thuốc, trái phải đối chiếu nghiên cứu cẩn thận, đáp, lão phu nhân, tờ giấy ghi đơn thuốc này vết mực thấm khá nhiều, dựa theo tên thuốc trong đó xem xét, đây chính là thang thuốc ôn hòa điều chỉnh khí tiết, thời điểm phụ nữ mang thai, đại phu đều kê một thang thuốc ôn hòa chủ yếu dùng để tăng cường thể lực của sản phụ đối với sản phụ chỉ có lợi không có hại mà bên trái này như lúc đầu lão phu đã nói bởi vì trong đó vài loại dược bất đồng trở thành tương khắc làm cho sản phụ rong huyết là một loại độc dược nghe được đại phu nói như vậy lão phu nhân chống tay vịn đứng lên hai chồng mắt chừng thật lớn đối với mama đang quỳ gối phía dưới một cước đá đi xuống sắc mặt từ hồng biến xanh quát ngươi không phải nói phương thuốc này chính là đại tiểu thư viết ra sao? Vậy hai tờ không giống là như thế nào hử? Giỏi cho ngươi một kẻ nô tài, thế nhưng dám cả gan vô cáo đại tiểu thư. Giả nô không có, này rõ ràng chính là phương thuốc đại tiểu thư viết đưa cho giả nô A. Mà mà kia thấy sự tình bại lộ, vẫn không chịu công khai, ôm đầu phủ nhận nói, Thủy Di Nương không phải cũng đã nhìn qua sao? Nàng ấy cũng nói đơn thuốc kia là do đại tiểu thư viết chương 154, Thủy Di Nương bị hủy dung, hoàn toàn rơi đài. 3. Thủy Di Nương còn đang ngây người nhìn ma ma bị lão phu nhân bị đá lăn cù meo trên mặt đất. Hoa hoa kêu to, rõ ràng bọn họ tính kế rất chu toàn, buộc Vân Khanh vào xem, chỉ cần nàng mờ dược, nàng ta sẽ đem phương thuốc thay đổi, sau đó đem phương thuốc gốc tiêu hủy, đã không có phương thuốc, xem Vân Khanh còn biện giải thế nào được, cũng không tẩy sạch được hiểm nghi trên người cho dù hoài nghi mama cũng không có biện pháp chỉ chứng. Nhưng là một khắc trước rõ ràng thắng lợi cận kề, lúc này đột nhiên chuyển biến, tình huống hoàn toàn đảo ngược. Nghe được ba chữ thủy di nương, lão phu nhân lần này là thật sự phẫn nộ rồi, tiện tay bắt lấy món đồ gần đó ném xuống người mama kia, tiện nhân nhà người cũng dám ngạt ta, nói, rốt cuộc là ai sai xử ngươi tới hại tôn tử của ta. Nói mau ấm trà bằng sứ trắng nện trúng đầu ma ma kia, khoét một cái lỗ thật sâu trên đầu bà ta, máu tươi chảy ròng ròng. Lão phu nhân vừa thẹn vừa giận, chỉ hận không thể lập tức ném chết lão ma ma này, hoàn toàn bất chấp dáng vẻ trưởng bối, ngón tay run rẩy chỉ thẳng, hai chồng mắt sung huyết nói, nói, ngươi có nói hay không? Rốt cuộc là ai sai ngươi đến hại tôn tử và cháu gái? Lúc này đây, lão phu nhân rốt cục cũng nhớ đến Vân Khanh. Đáng tiếc Vân Khanh nửa điểm cảm giác vui sướng đều không có, nàng chỉ giống như một người xem diễn, nhìn lão phu nhân lại một lần phát hiện sai lầm của bà, thẹn quá thành giận muốn bù đắp lại. Mà ma kia trên đầu toàn là máu, chảy xuống cả trong mắt, toàn thân bắt đầu lạnh run, lăn trên mặt đất hô lớn, lão phu nhân, xin người mau bảo đại phu xem cho già nô a, lỗ hổng lớn như vậy sẽ chết người mất a. Người bây giờ còn dám nói người chết, Người nếu là không nói ra người phía sau sai xử ngươi, ta sẽ cho cả nhà ngươi đi theo chôn cùng ngươi. Lão phu nhân nâng tay chỉ vào ma ma giống to. Theo một tiếng giống giận này, ma ma kia gắng gượng dẫy rụa đứng lên, mở miệng nói. Thủy Di Nương ở một bên vô cùng sợ hãi, biết kế theo nếu để cho ma ma kia chỉ chứng nàng ta, nàng ta sẽ không còn hy vọng gì nữa. Vội vàng nhìn trái ngó phải, phát hiện đầu tường có bình xứ, đứng phía sau nâng bình xứ lên, quát to một tiếng, độc phụ nhà ngươi, dám mưu hại đại tiểu thư. Đáng tiếc, tạ thị sớm đã có phòng bị, từ lúc mama nói ra Thủy Di Nương chỉ chứng, bà đã đoán được sự việc hôm nay cùng Thủy Di Nương khẳng định có liên hệ, dặn phì Thúy quan sát hành động của nàng ta, mà phì Thúy vẫn luôn đứng đó lưu ý, lúc này vừa thấy nàng ta nâng lên bình sư lớn, muốn giết người diệt khẩu, lập tức đi qua, ở phía sau đẩy nàng ta một phen. Thủy Di Nương dơ một bình xứ, chính là muốn đập chết lão ma ma kia, bịt miệng bà ta lại, ai ngờ phía sau có người đẩy, nàng ta được nuông chiều từ bé, lúc này lại đang bưng bình xứ lớn hướng lên trên ném đi, tự mình ngã quỵ xuống đất. Mà lúc bình xứ từ giữa không trung rơi xuống, oanh một tiếng vỡ tung tóe trước mặt nàng ta, mảnh xứ vỡ văng ra vừa vặn sượt qua má trái nàng ta, lưu lại một vệt máu thật sâu. A à, Thủy Di Nương bắt đầu thất kinh thét chói tai, mà mama kia lúc này cũng đứng lên, quỳ xuống trước mặt lão phu nhân, khóc kể nói, lão phu nhân, là Thủy Di Nương sai sử giả nô, mấy ngày trước nàng ta cho giả nô 500 lượng bạc, nói đến thời điểm sẽ dụ đại tiểu thư tiến vào kê đơn thuốc, lại sai giả nô đem đơn thuốc tiểu thư viết ra bên ngoài đưa cho một kẻ vẽ tranh chữ kim sống sao y lại, án xong rồi đem phương thuốc đó đi lấy thuốc, đem phương thuốc thật thiêu hủy. Già nô cũng là nhất thời bị bạc che mờ mắt. Mới làm ra chuyện này, xin hãy lão phu nhân niệm tình già nô tận tâm hầu hạ thầm phủ đã lâu, tha cho người nhà già nô. Tha người cùng người nhà của ngươi, tuyệt đối không có khả năng, lão phu nhân lớn tiếng giống to, ngươi hại chết tôn tử của ta, thế nhưng còn muốn ta tha cho ngươi, mơ mộng hão huyền. Người tới A, à, đem ma ma này cùng toàn bộ người nhà bà ta kéo ra ngoài đánh 80 đại bản xong rồi kéo ra ngoài phát mài tiếp theo lão phu nhân quay sang nhìn thủy di nương quỳ dạp trên mặt đất còn bộ mặt đau kêu trong mắt lộ ra nồng đậm thất vọng lại trong một thoáng thất vọng kia biến thành nùng đậm oán hận loại oán hận này mặc dù được bà đè nén nhưng thủy di nương cũng cảm nhận được nàng ta biết sự tình lúc này nàng ta có nói gì đều vô dụng cũng bất chấp vết thương trên mặt đứng lên ôm chân lão phu nhân nói thím không phải chất nữ a à, đều là lão tặc này mượn cớ oan uổng của ta. Nếu là oan uổng ngươi, vậy ngươi vì sao lúc đầu thừa nhận phương thuốc là thật? Lão phu nhân lạnh lùng nói. Trên mặt thủy di nương bê bết, hỗ hợp máu và nước mắt loang lổ, con ngươi xinh đẹp loạn truyền, hoảng loạn nói, đó là, đó là chất nữ không nhìn thấy rõ ràng, đúng vậy, không nhìn rõ ràng, chỉ liếc mắt một cái, ta như thế nào nhớ rõ a à? Vân Khanh cười yếu ớt nói, Thủy Di Nương, lúc trước khi ta hỏi ngươi có phải chính là phương thuốc này hay không, ngươi không phải khẳng định rất chắc chắn sao? Lão phu nhân lại hừ mạnh một tiếng, ngươi cho là tất cả mọi người đều ngu xuẩn như ngươi sao? Nếu không phải ngươi gây nên, ma ma kia vì sao lại ở trước mặt nhiều người như vậy, cố tình chỉ đích danh ngươi? Nếu không phải ngươi gây nên, lúc đầu vì sao ngươi lại mớm lời để Vân Khanh đi vào trong đó? Ngươi nếu không phải trong lòng có quỷ, sao lại đi chứng thực phương thuốc kia chẳng lẽ ngươi không biết một khi phương thuốc được thừa nhận vân khanh sẽ bị mang tai tiếng xấu sao thủy di nương bị lão phu nhân liên tiếp đặt câu hỏi căn bản không biết trả lời như thế nào nàng ta vốn là không phải là người thông minh gì dưới sự bối rối dứt khoát khóc lóc kể lể chất nữ không phải cố ý cháu là bị tô mi chọc giận nàng ta thừa dịp chất nữ bị cấm chừng ở trong từ đường nhục nhã chất nữ chất nữ thật sự là nhịn không được cơn tức này nàng ta chỉ là một ả thông phòng dựa vào cái gì mà nói chất nữ nàng khóc lê hoa đái vũ khuôn mặt hỗn tạp nước mắt và máu pha lẫn cố tỏ ra thê thảm cùng cực một phen đau khổ kề lể đổi lấy một cái hất tay và cố đạp hung hăng của lão phu nhân người tới a à, đem tương thủy di nương đuổi ra cho ta lão phu nhân lồng ngực phẫn nộ nói không nên lời Bà lúc đầu vốn muốn cho nhi tử cưới chất nữ này của mình, đáng tiếc lão thái gia không đồng ý, nói chất nữ này kiến thức hạn hẹp, lại là cái nhiều chuyện mốc nghếch, còn không bằng đi hỏi cưới nữ nhi tạ gia, bởi vì chuyện như vậy, sau khi tạ thị vào cửa bà một mực không thích, nhưng là nay xem ra, so với tạ thị vẫn luôn an phận, ôn nhu huyền truyền hàm xúc, ánh mắt bà thật là sai lầm rồi, thủy di nương bình thường cậy thế cũng thôi đi, thế nhưng vì mấy câu khắc khẩu dám hại chết tôn tử của bà. Thủy Di Nương chưa từng dự đoán được lão phu nhân sẽ đuổi nàng ta đi. Nàng ta là thiếp, hoàn toàn không giống với thê. Thê muốn bị đuổi đi, hoặc là phạm lỗi nặng dẫn tới bị hưu, hoặc là cùng cách, ly hôn. Nhưng nàng ta là thiếp, nay phạm phải sai lầm này, trực tiếp có thể đóng gói về nhà, cái gì đều không có. Nàng ta lôi kéo chân lão phu nhân, khóc hô nói, thím, người không thể đối với ta như vậy người đã nói chỉ cần ta sinh nhi tử là có thể nâng ta lên làm phu nhân ta đương nhiên không thể để cho con tiện nhân kia đoạt vị trí của ta à tạ thị ở một bên nghe thấy sắc mặt trắng bệch trong ngày thường mẹ chồng nói như thế nào bà cũng có thể nhẫn nhịn nhưng làm sao bà cũng không nghĩ tới mẹ chồng thế nhưng nói với thủy di nương chỉ cần nàng ta sinh nhi tử liền nâng lên làm phu nhân thẩm phủ vậy bà thì sao bà là cái gì là muốn để cho lão ra hưu bà sao? đuổi bà ra khỏi phủ sao? một khi bà bị hưu, vân khanh làm sao bây giờ? làm nữ nhi có một mẫu thân bị hưu, chỉ có thể ở thầm phủ xấu hổ mà sống thôi sao? trong nháy mắt, tạ thị đối với lão phu nhân đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi. hai chồng mắt bà mở to, mang theo một loại ánh mắt không dám tin, nhìn trầm chằm lão phu nhân. lão phu nhân lúc này đã thấy hối hận. Vương Mama ra hiệu bảo những Mama khác dùng sức ngăn Thủy Di Nương lại, gặp Thủy Di Nương còn muốn lớn tiếng hô hào, tiện tay lấy một cái khăn nhét vào miệng nàng ta. Trong viện mọi người đều mang theo biểu tình kinh hãi, ngay từ đầu thẩm án cái chết của mẹ con Tô Mi càng về sau, cho tới bây giờ, sự tình biến đổi bất ngờ, cuối cùng đã có kết quả. Vân Khanh nghe vậy làm như không nghe thấy, đứng ở bên người tạ thị, che chở cho bà, nàng không phải đưa mốc một người chỉ mới học y được một năm mặc dù là nàng đã học được rất nhiều kiến thức an thai ở vấn lão thái gia nhưng hiểu biết về giữ thai nàng cũng chỉ là một học trò chưa chính thức xuất sư nàng dựa vào cái gì mà đi kê đơn thuốc cho tô mi chứ bất quá bởi vì thái độ của thủy di nương quá mức ân cần khiến cho nàng hoài nghi nếu người ta đã lớn tiếng hô hào đẩy nàng vào cạm bẫy nếu vẫn không nhảy chẳng phải là lãng phí tâm ý của người ta sao Nàng liền thuận theo tự nhiên đi vào bắt mạch cho Tommy, sau đó kê một đơn thuốc ôn tính, thang thuốc giúp sản phụ có thêm thể lực, nếu như không có người muốn hãm hại nàng, phương thuốc này cũng có thể tiếp thêm chút hơi sức cho Tommy đợi đại phu đến, còn nếu có người muốn tới hãm hại nàng. Chương 155: Thủy di nương bị hủy dung, hoàn toàn rơi đài, 4. Cho nên thời điểm nàng viết đơn thuốc, cố ý sử dụng giấy hoa đào trên bàn hơn nữa cố ý chọn bút lông sói, lại viết chữ to, như vậy mực nước đọng nhiều, chữ sẽ lâu khô, chữ viết sẽ thâm xuống trang sau, làm sẵn chứng cứ dự phòng. Kế hoạch của Thủy Di Nương rất chu toàn, đáng tiếc, nàng ta không thích văn chương, mà người bình thường cũng sẽ không biết giấy hoa đào còn có công dụng này, chỉ có người thường xuyên luyện thư pháp mới biết được. Sai một bước, mất cả thế cờ. Đúng lúc này thầm mậu được nô tài đi thông báo đang bước vào viện, nghe người bên cạnh thuật lại ông đã biết rõ toàn bộ câu chuyện quả thực là giận không kềm được chỉ vào thủy di nương nói đem nàng ta đuổi về cho ta đuổi trở về thủy di nương bị ma ma giữ ở một bên căn bản không thể nói chuyện chỉ có thể ngô ngô kêu không ngừng dung nhan xinh đẹp ngày nào bởi vì tóc mây tán loạn bẩn thỉu hèn mọn càng thêm ghê người thẩm mậu một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn nàng ta khoát tay bảo người kéo nàng ta ra ngoài Tạ thị nhìn lướt qua bọn nha hoàn ma ma đứng xung quanh, ánh mắt mang theo uy nghiêm, nói, sự việc hôm nay, các ngươi không ai được phép truyền ra ngoài, nếu có người để lộ một chữ, chớ trách ta không niệm tình chủ tớ. Tô mì rốt cuộc cũng là thư nữ quan gia, nếu như truyền ra ngoài bởi vì có người cố ý mưu hại mà chết ở thầm phủ, cho dù có thủy di nương là đầu sỏ gây nên mọi chuyện, khó nói trước được tô gia có thể vịn vào cớ này gây ra chuyện gì hay không. Có thể tránh được chút phiền toái thì càng tốt. Sinh con khó sanh mà chết so với bị người mưu hại mà chết thì dễ giải quyết hơn. Lúc này Trần mẹ vẫn còn bị người kéo ở một bên. Bà ta đã dần dần bình tĩnh lại. Mama thấy bà ta không còn kịch liệt điên cuồng như trước nữa. Trong lòng cũng nảy sinh chút đồng tình với bà ta. Nói đến cùng, Trần mẹ cũng chỉ là một nô tài hộ chủ mà thôi. Bà ta chạy đến trước mặt thầm mẩu, quỳ xuống nói lão gia, lão nô biết vừa rồi lỡ mạo phạm tới phu nhân là không đúng, chỉ hy vọng lão gia có thể nhớ tới một năm tình cảm mà cô nương đi theo người, an táng cho cô nương thật tốt, lão nô nguyện ý lấy cái chết đền tội. Thẩm mậu nghe nói bà ta vừa rồi tưởng vân khanh xuống tay, điên cuồng lao về phía tạ thị, vốn là vô cùng tức giận, nhưng hiện tại nghe lời bà ta nói, lại hơi hơi mềm lòng. Lúc Tô Mi đi theo ông chỉ có 17 tuổi, lúc đầu ông cũng rất mực cưng chiều nàng ta, này nghĩ đến, tuy rằng không nói đến đứa nhỏ trong bụng nàng ta đến tột cùng là của ai, nhưng thời điểm nàng ta đi theo ông vẫn còn là một hoàng hoa khuê nữ, sau đó lại vẫn luôn cạnh bên người ông, ở tại thẩm phủ, hẳn là cũng không quen biết được với bao nhiêu người. Người đã chết, lại truy tới cùng cũng không có ý nghĩa gì, ông quay đầu nhìn xem tạ thị, nói đến cùng, chuyện ở hậu viện, vẫn do tạ thị định đoạt. Trần mẹ xem thần sắc của thẩm mẫu, lập tức dập đầu quỳ lại tạ thị, tiếng bang bang vang lên rõ vô cùng, cầu phu nhân an táng tốt cho cô nương, vừa rồi nô tỳ mạo phạm phu nhân là có tội, nguyện ý lấy cái chết đền tội. Bà ta không có nhi tử, vẫn luôn bên cạnh Tô cơ hồ đã đem Tô trở thành con gái của mình, loại cảm tình này so với tạ thị và vân khanh, có lẽ chỉ thiếu công sinh đẻ mà thôi. Tạ thị nhớ tới hành động vừa rồi của bà ta, trong lòng vẫn còn sợ hãi, thế nhưng không thể không đối với hành động của Trần Mẹ nảy sinh lòng đồng cảm, làm chủ tử hy vọng nhất bên người là nô tài trung tâm, tỉ như ma ma vừa nãy, chính là con sâu làm dầu nổi canh trong phủ, nếu không phải Vân Khanh sớm có phòng bị, lúc này bị phạt sẽ không là các nàng, Trần Mẹ tuy nói quá khích, nhưng rốt cuộc vẫn là trung tâm. Vừa rồi lời nói của ta, người đã nhớ kỹ chưa? Tạ thị nói sau khi mai táng mi cô nương do khó sanh mà chết, chuyện khác cùng nô tỳ không quan hệ. Trần mẹ cúi đầu nói, tạ thị gật gật đầu, nghĩ đến tô mi vì sinh đứa nhỏ mà cứ chết như vậy đi, lại bởi vì là thông phòng nên không được vào phần mộ tổ tiên, khe khẽ thở dài nói, ta sẽ sai người mua cho nàng ta một khối mồ thích hợp. Đa tạ phu nhân, trần mẹ nâng lên cái chán do dập đầu nhiều mà loang lổ máu, tạ thị nhìn khuôn mặt bi ai của bà ta, lại mở miệng nói hiện tại ngươi hãy thu thập đi ta sẽ sai người ta lấy khế ước bán thân của ngươi ngươi ra ngoài mà tìm kế mưu sinh khác cho dù trung tâm trần mẹ cũng là chỉ trung tâm với tô bà không muốn một người như thế ở trong phủ tùy thời đều có thể nhiễu loạn trong phủ trần mẹ cũng là người thông minh tức thì lại dập đầu ba cái đáy mắt có một loại quyết tuyệt nói phu nhân ngài là người tốt liền đứng lên đi vào bên trong thu thập đồ của mình. Mà lão phu nhân dù sao tuổi đã lớn, vừa rồi tâm tình phập phồng lên xuống, cả người liền chống đỡ không nổi nữa, vừa đứng lên nói muốn trở về liền gục xuống trên người vương ma ma. Thẩm mậu lập tức phân phó các nàng diều lão phu nhân quay về vinh tùng đường, cũng may đại phu vẫn còn ở đây, liền trực tiếp thỉnh sang đó. Hai bà đỡ sớm được mời sang sân khác, tạ thị phân phó người cho các bà hai thỏi bạc, dặn các bà kín miệng, hai bà đỡ cũng không phải là người tốt lành gì, cầm bạc tự nhiên là câm miệng. Thấy tạ thị sắc mặt mệt mỏi, Vân Khanh nói, cha, người đỡ nương về viện nghỉ ngơi trước đi, nơi này đã có con rồi. Mấy tháng qua đều là nàng làm chủ, trong nhà cũng không có việc gì hỗn loạn, nên thẩm mậu thấy sự tình đều xử lý xong, lan tâm viện đang được dọn dẹp, dặn dò vài câu liền đỡ tạ thị quay về viện của bà. Vân Khanh nhìn người trong viện, Lý Mama đang chỉ huy các nàng quét sạch sẽ, còn có xử lý thi thể của Tommy, cả viện đều bận rộn. Bạch Di Nương và Thu Di Nương cũng tiến lên cáo từ, Vân Khanh quét mắt nhìn các nàng một cái, gật gật đầu, bảo hai người các nàng đi xuống trước. Trong phòng, vài Mama đang nâng thi thể Tommy ra ngoài, trên ván giường màu trắng, nhìn không thấy được thi thể Tommy, chỉ có thể nhìn thấy cái bụng nổi lên, cùng ngưng kết lại vết máu màu đỏ sậm tích tóc rơi trên mặt đất thật sự là đáng thương a à, bà đỡ đều nói là cây nam thai đâu đúng vậy a à, nếu được sinh ra cũng là trưởng tôn cho dù là thứ tôn cũng coi như không tệ rồi có cái gì đáng thương đồng cảm ở đây chứ hậu viện nhà nào mà không phải như thế di nương thông phòng khó sinh mà chết còn thiếu sao nhanh chút chuyển ra xe ngựa bên ngoài thật là xui xẻo. hạ nhân nhỏ giọng nghị luận tiếng nói dần dần thấp xuống, nhưng cũng đủ truyền cả vào tai Vân Khanh rồi. Thải Thanh ở một bên người thấy mùi máu tươi phát ra từ chậu nước một nha hoàn đang bưng ra, ôm cái mũi nói, tiểu thư, chúng ta về nhạn các đi thôi. Liều Thúy cũng hiểu được tình cảnh trước mắt này nhìn không thoải mái, tiểu thư còn vào trong đó, cũng muốn sớm trở về tẩy rửa hương vị không rõ trên người, mở miệng nói, tiểu thư, nơi này Lý Mama Ma sẽ xử lý, chúng ta trở về đi tả dương đỏ rực, chiếu vào trong viện, chén sứ đựng thuốc kia còn đặt bên cạnh chưa được bê ra, cũng không bị lấy đi. Vân Khanh đi qua, lấy khăn lụa bao quanh chén sứ cầm lên, sau khi nhìn vài lần, gật đầu nói, trở về. Nàng cảm giác, cảm thấy có điểm gì là lạ, sự việc hôm nay có chút quái gì, nhưng nàng nghĩ không ra quái lạ ở chỗ nào. Thủy Di Nương đúng thật là người hạn dược, mà ma kia cũng thừa nhận, mẹ con Tô cũng đã chết. Hết thầy cũng có thể nói thực viên mãn, nhờ cái bẫy này, trong phủ đã loại bỏ được hai người. Nhưng vì sao nàng vẫn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp? Vân Khanh hạ mí mắt suy nghĩ, lơ đãng nắm chặt chiếc khăn trong tay, một đường nghĩ ngợi trở về, đến nhạn các, Lưu Thúy phân phó mama đi nấu nước, nhìn tay Vân Khanh nói, "Tiểu thư, người đừng dùng khăn này nữa, phía trên còn thấm nước thuốc kia." Vân Khanh cúi đầu nhìn lại, hai tay mình không để ý đã nắm chặt khăn khiến nước thuốc chảy ra mỉm cười thật sự là suy nghĩ đến thất thần rồi thải thanh ở một bên nói tiểu thư người nhanh đi rửa tay a à, nước thuốc này có độc đó làm sao sẽ vân khanh cười đáp lại nửa chừng ngưng bặt mâu quang xẹt qua khăn tay nhất thời trầm mặt xoay người lập tức tiến vào thư phòng nàng từ trên giá sách lấy xuống hai quyển sách thuốc lướt nhìn hàng chữ trong đó sắc mặt càng thêm trầm trọng sự việc hôm nay có cổ quái phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn